Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, vào đầu thập niên năm 1962 thì Hoa Kỳ đã gửi rất nhiều chuyên gia sang Việt Nam. Các cố vấn quân sự, các chuyên viên kinh tế, nông nghiệp, kỹ thuật, tình báo. Nhưng ít có ai biết rằng Hoa Kỳ còn gửi thêm một số nhân viên đặc biệt nhằm theo dõi tiến trình hoạt động của các nhân viên Mỹ lẫn các nhân viên Việt Nam. Những nhân viên đó thường không có nhiệm vụ gì khác ngoài việc quan sát và tìm hiểu. Ông Frank Scotton là một trong số những nhân viên đặc biệt đó. Frank Scotton là một nhân viên của Phòng Thông tin Hoa Kỳ, đã làm việc ở Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1972. Vai trò của ông ở Việt Nam là một vai trò hết sức đặc biệt, nửa dân sự, nửa quân sự. Ông hoạt động hoàn toàn tự do, gần giống như một ký giả săn tin, nhưng cũng nhận công tác việc phái mỗi khi có yêu cầu của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ như Bộ Viện trợ Quân sự hoặc của Sở Tình báo hay là Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Không bị giới hạn vào một công tác nhất định nào đó và cũng không bị trói buộc trong các nhiệm vụ thường tình của các văn phòng hành chánh. Ông đã tự mình đi khắp bốn vùng chiến thuật để tìm hiểu tình hình Việt Nam. Khởi đầu như một nhân viên săn tin cấp thấp của Phòng Thông tin Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông đã đi sâu vào đời sống của người dân Việt Nam ở các thôn ấp, đã tự mình tìm hiểu, lượng định tất cả mọi kinh nghiệm bằng những sự tiếp cận trực tiếp của bản thân ông với những thực tế ở Việt Nam. Các cuộc tìm hiểu của ông đã khiến cho ông trở thành một trong những người Mỹ hiểu rõ nhất về tình hình cuộc chiến Việt Nam. Khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt thì đa số người Mỹ đã đặt câu hỏi là tại sao người Mỹ lại thua cuộc ở Việt Nam. Và theo nhận định của một số người Mỹ thì ông Frank biết rõ câu trả lời. Frank Scotton đã vào cuộc ở Việt Nam ở lứa tuổi 20 và rời Việt Nam ở lứa tuổi 30. Ông vào Việt Nam với lý tưởng của một người trẻ đi tìm mục đích và rời Việt Nam với kiến thức cay đắng về sự thất bại của Hoa Kỳ và của bản thân ông ở Việt Nam. Khi được hỏi về tác phẩm Việt Nam, Cuộc chiến leo dốc, thì ông Frank Scotton đã trả lời rằng ông bị quẳng vào Việt Nam như một người mù tịt về mọi sự việc và chỉ với một ít kiến thức hạng bét về tiếng Việt. Vậy tại sao một nhân viên hạng bét như thế lại có thể trở thành một sáng lập viên của các đội dò thám ở Long An, các đội chống du kích ở các thôn ấp Việt Nam, tiền thân của các đội hoạt động nhân dân mà Sở Tình báo Hoa Kỳ đã dùng những mô thức căn bản đó để phát triển thành một khuôn mẫu hoạt động rộng lớn hơn trong toàn cõi miền Nam Việt Nam? Quá khứ của ông ra sao? Ông được lựa chọn trong hoàn cảnh nào? Với những tiêu chuẩn gì? Ông đã tiếp xúc với những ai? Đã chứng kiến những gì? Và suy nghĩ ra sao trong quá trình quan sát đó? Xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện Việt Nam của một nhân viên cao cấp Sở Ngoại vụ Hoa Kỳ, ông Frank Scotton, qua phần 1 loạt phỏng vấn đặc biệt do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Hi Frank, I want to have a conversation with you so to provide a view for the Vietnamese to understand more how the Americans came to Vietnam. You were just one of the typical one, but I hope that after the conversation, the Vietnamese will get to understand more of why you come to Vietnam, who are you, what do you think before and after this long journey that you've been to Vietnam since 1962, I think. Yes. And then you got out just at the right time, 1975, before the country fell. Okay. Yes. Could you tell us a little bit about your background growing up as a kid? Well, I think that one of the critical factors for me when I was young was the absence of my father. He was killed in World War II. Caring, sometimes I thought intrusive, but always concerned uncles, six of them, kind of kept an eye on me. And when I was occasionally in behavioral difficulty, they would intercede and
do their best to see that I was back on the right track. On one occasion, the result of that was some testing psychologically at one of the universities in Boston, Massachusetts. How old were you when they did the test? At that time, I was 15 years old. And so I was set on the right track in terms of potentially being able to go to university. And the one toward which I was guided was American University in Washington, D.C. So I graduated from American University in 1960 and once again was guided, I would say, by some concerned professors and others who'd helped with the funding of my university education. What's your major? International relations. And because of the location of Washington, D.C., American University had some adjunct professors who worked otherwise with the U.S. government, one of them being in the Department of State Intelligence and Research section, who was very analytical and supportive of questions that I've raised. So I did some training in Hawaii, and while there, the person that I responded to suggested I take the Foreign Service exam. So I did do that and passed, and had the option then of either going with the Department of State or with the U.S. Information Agency, which now no longer exists since 1999 when it was abolished. And I opted for then, at their suggestion, for the USIA. And was initially put in line for potential assignment in Cambodia. But at the last minute, as developments seemed to increase pace in South Vietnam, it was suggested that instead I go to South Vietnam. Okay. Before we delve deep into that, I want to ask you, you said your major was international relations. Yes. Was that your choice in the beginning, or was you guided by something? Why didn't you choose something like a history, a sociology, anything like that, international relations being fairly, you know? Well, I was interested in a variety of things. I was interested in sports medicine, for example. Part of my university tuition was paid by the athletic department. I was also provided a job in the buildings and grounds department. And then the other third was picked up by the office that was located in New York that had an interest in educational opportunities for the children of World War II veterans who'd been deceased in battle. I think that office probably no longer exists, but it certainly was a big help for me. So I had a variety of interests, but it was after the first semester where I took a variety of courses, including one in sports medicine, it was suggested that I concentrate more on history and international relations. When you say it was suggested, then by whom? I had an advisor, faculty advisor. So, okay. So I made that change. Mm-hmm. So the choice for service in Vietnam was an evolving choice, one that evolved from my educational background, some additional training in Hawaii, an initial on paper assignment to Cambodia, but then as developments altered in Vietnam in 1962, it was suggested that my orders were changed for Vietnam, and I was provided with about 3 weeks of Vietnamese language training. Not very much, but enough to introduce me to the intricate nature of spelling Vietnamese, the tonal content, the difference in pronunciation between the South, Sha Dek,
for example, versus sure. Sadek, mm-hmm. as a northerner might pronounce it. Mm-hmm. So I was off to Vietnam. Mm. Now, on arrival, I was positioned to work with a fellow named Everett Baumgartner, a USIA, USIS officer, but one with a varied background. At that time, there were not categories of boxes so much and lines of command organizationally as took place later. The people that I was meeting in Vietnam, they all seemed to know each other. John Mecklen, for example, the USIS director, had been at the Normandy breakout in World War II, had been at one point briefly captured by the Germans, had been in North Vietnam, was, I think, on the battlefield when a well-known Spanish Civil War photographer, might have been, was his name Aldo Rey? I'm not sure, but he did a famous photograph of a man falling just as he was struck by a bullet. And that Spanish photographer was killed in North Vietnam, and John Mecklen and Lou Conin were right there with him on the day that it happened. Oh. General Lansdale, Rufus Phillips, they all seemed to know each other, and irrespective of boxes and lines, they cooperated and worked together. Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, năm 1962 là năm bắt đầu thời kỳ sóng gió. Những yên tĩnh của thập niên năm 1950 đã gần như mất hẳn. Đây là khoảng thời gian tình hình chiến sự bắt đầu sôi sục trước khi cơn bão năm 1963 làm đảo loạn khung cảnh chính trị, quân sự ở mọi nấc thang trong chính quyền. Cuộc chiến Việt Nam đang tiến dần đến hồi khốc liệt. Những xung đột giữa miền Bắc và miền Nam ngày càng gay gắt và tăng nhanh ở mức độ quy mô hơn. Đây là giai đoạn mà Mỹ bắt đầu nâng cao con số cố vấn quân sự và gia tăng viện trợ quân sự cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khác với những cuộc đụng độ lẻ tẻ như những năm trước, năm 1962 chứng kiến những cuộc giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực chiến trường như Quảng Trị, Bình Định và Quảng Nam. Cả hai bên đều áp dụng các chiến thuật mới, bao gồm không kích và đẩy mạnh các hoạt động quân sự trong các khu vực chiến lược. Các cuộc không kích từ Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa diễn ra ngày càng nhiều, và Việt Nam đang tiến dần đến một bước ngoặt mới. Năm 1962 cũng là năm Hội nghị Geneva lần thứ hai. Trong hội nghị này, các đại diện của Việt Nam, Mỹ, Nga, Trung Cộng và các quốc gia khác tụ họp để thảo luận về tình hình và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Việt Nam. Trước bối cảnh cuộc chiến Việt Nam đang lan rộng dần, mục tiêu chính của Hội nghị Geneva năm 1962 là thảo luận và đàm phán để đạt được một thỏa thuận đối với tình hình căng thẳng tại Việt Nam. Tuy thế, cuộc đàm phán tại hội nghị không đưa ra được giải pháp đáng kể nào cho việc giải quyết tình hình. Mặc dù có một số cuộc trao đổi ý kiến, nhưng không có một thỏa thuận chung nào đạt được về việc chấm dứt cuộc chiến tranh. Nói tóm lại là năm 1962 là một năm đầy biến động và căng thẳng trong lịch sử Việt Nam, với cuộc chiến tranh giữa miền Bắc và miền Nam ngày càng leo thang. Sự can thiệp của Hoa Kỳ ngày càng mạnh mẽ và các biện pháp cách mạng văn hóa và cải cách giáo dục được mở rộng và đẩy mạnh để đối phó với sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Hội nghị Geneva không đưa ra giải pháp khiến cho tình hình chiến tranh tiếp tục căng thẳng và không có dấu hiệu hòa giải trong tương lai gần. Năm 1962 cũng chính là thời điểm mà Frank Scotton được gửi sang Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin. Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 2 phỏng vấn đặc biệt về tình hình Việt Nam năm 1962 qua cái nhìn của ông khi làm việc với cả hai phía
Mỹ và Việt Nam do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. When you came in 1962, that was just a year before the assassination of President Diem. Yes. Did you find like how was Vietnam for you at that time, when 1962, when you came? Well, I was learning, and I recall that Ev Baumgartner brought me over to a map of South Vietnam on his wall, and I recall him saying, "There's this area up here." The communists referred to it as Lien Cu Nam, pretty much Quang Ai, Binh Dinh, and Phuyen provinces. The consulate does not get down that far south very often. They usually go roughly to around Da Nang or so and do their reporting. The embassy doesn't seem to go much further north than Nha Trang or Da Lat. But that area there, we just don't know very much about. So we're going to send you up to live in Quy Nhon. You know, go or get around, meet people, talk to the province chiefs and district chiefs, and give us reporting on what's happening, what's going on up there. So, having already made a couple of field trips with him and met people like Rufus Phillips and Trung Ngoc Chau in Kinh Hoa and John Paul Van. At that time in Mithaw, I felt I was ready to do that. So I went off and rented a small place in Quy Nhon and dug into Central Vietnam to the extent that I could. Now, early on, based on my childhood experiences in the Boston area, where I'd done everything from mow lawns and deliver newspapers to load and unload trucks, I was somewhat skeptical of authority. And so I decided that I would meet province chiefs and district chiefs. I'd be polite, welcome any information they shared with me, but I would not be dependent on that. A province chief would assume that I was reporting to the American establishment in Saigon, and they would therefore tell me what they thought I ought to be telling others. I wanted to get, you might say, into the woods or on the trails and look at hamlets and get a feeling for it myself. And that's what I did, and I think that's what made others appreciate what I was doing. For example, you mentioned the tension with respect to President Diem. Lưu Cô Ninh was very involved in that. He was the most critically involved, you might say. And because he knew John Mecklen so well, he went to John Mecklen and said that he wanted to meet with Mecklen's field people from the Delta and Central Vietnam to get some idea of what were the attitudes and the psychology out in those parts of Vietnam. So the USIS fellow from Cam Tho and mine brought down from Central Vietnam, we got together at John Mecklen's house, and we provided Lưu Cô Ninh with a picture of what we thought the situation was out there. Now, one result of that was that Lưu Cô Ninh, although I did not work with him in September of 63, went to John Mecklen and said that he wanted me brought from Central Vietnam down to Da Lat. Hmm. To be in Da Lat in case there might be a meeting, an important meeting at the president's guest house with the American ambassador or anybody else, or just be there. So young I was and so low in status and ignorant, one might even say, I didn't know any of that. And I resented being told
that I had to relocate to Dalat. I thought to myself, relative to what's going on in Quang Ai, Bindin, and Fujian, and Pleiku, and Kantung, what the hell would I be doing in Dalat? And I'd be replacing a fellow there temporarily named Douglas Ramsey, who would then go up to Central Vietnam. So, you know, it wasn't until I was there, and then it turned out there was a meeting 3 days before the coup and the murder. There was a meeting between President Xiam and Ambassador Lodge. So I was the one on the spot who met them at Cam Ly Airport and spoke with them both, and particularly spent quite a time talking with Ambassador Lodge. So intentionally, Lu wanted you to be there because he thought that that's what happened. Later, when I got to know him better and had a conversation with him, I said, I wasn't angry, everything had gone down, but this was about a year or more later, and I said, you know, I said, I didn't know what was going on. I didn't know anything. And his response was, nobody knew. Nobody knew what was going to happen. So I said, I don't know what the heck I could have done. And he said, well, you know, him being much older and more experienced, he said, well, you're a smart kid. You would have figured something out. See, that's how loosely evolving and I wouldn't even say constructed, because I don't think it was constructed, but the whole situation was murky and confusing, I think. So you think at that time the American didn't actually know much about Vietnam, and you would be the first mission, and I mean, I was still learning. I don't think that I knew a lot about Vietnam, but I would, instead of asking others, I was trying to learn for myself. I did walk, I think by that time, maybe four different trails to see what was going on those. Who are using all of the information that you're gathering? Is it for the USIA? Is it for the foreign service? Well, it would go initially to Everett Bumgardner, and then Everett Bumgardner shared it. And Everett Bumgardner was a guy who did not think or work within boxes. He again had known lots of people, so if he saw that I came in with an interesting report on the Ba Tho area in Quang Ai, I'm sure he would shovel that somewhere within the American system. What was the relationship between the agencies that were working at the time, like the CIA, the Foreign Service, and the USIA, obviously? Well, I'm not sure what the formal relationship was, but the informal working relationship was that at least at that time, people didn't seem to pay excessive attention to organizational boundaries. They seemed to be able to reach across.